tặng squishy may mắn và chừng lưới giảm stress bóp cực đã. Tìm kiếm Leo Leo Kids để tham gia nhận quà ngay nhé. Chào mừng các em đã trở lại với Leo Game 4. Là Leo Game 4. À, Leo Game 4. Chào buổi sáng. Chào. Sao cậu buồn thế? Tớ bị điểm kém. Tớ cảm thấy căng thẳng quá. Chính vì căng thẳng cậu mới bị điểm kém đấy. Có cần bí kíp không? Có. Đây nè. Wow, đây là gì đây? Chính là set học tập may mắn của tớ. Ui, thích thế. Cho tớ xem với nào. Đây, còn đây nữa nè. Ôi, đây chính là squishy. Ôi, squishy rồi. Này vừa nhỏ nhưng mà lại vừa mềm nữa cơ. Và có còn trứng lưới. Đâu xem nào. Cậu nhìn chưa? Rất là giống chùm nho luôn. Mà có tác dụng giảm stress cực kỳ hiệu quả luôn nè. Ôi, thích thế. Tớ mới bóp một tí thôi mà đã cảm thấy đỡ căng thẳng hơn bao nhiêu rồi. Ôi, bảo sao mà trong cậu lúc nào cũng tươi tỉnh, làm bài thì luôn là điểm tốt. Tớ cũng muốn được như cậu. Cậu muốn không? Rất đơn giản, cậu chỉ cần tham gia Leo Game 4 của Leo Leo Kids. Vì món quà lần này sẽ là 10 set học tập may mắn, bao gồm một trứng lưới và một móc khóa squishy dành cho 10 bạn nhỏ may mắn nhất đấy. Các em ơi, để nhận được những set học tập may mắn này, các em chỉ cần đơn giản làm theo ba bước sau đây. Bước 1, đăng ký kênh Leo Leo Kids. Hãy nhấn vào nút đăng ký, subscribe màu đỏ ngay dưới video như thế này nhé. Và đừng quên bấm nút hình chuông bên cạnh nha. Bước 2, hãy tìm video của kênh Leo Leo Kids dạy về các ngày trong tuần như thế này này. Sau đó trả lời câu hỏi sau đây. Có bao nhiêu chữ Leo Leo Kids xuất hiện trong video này? Video các ngày trong tuần thì chắc là có 7 chữ Leo Leo Kids rồi. Một tuần có 7 ngày cơ mà. Ê, không đơn giản như vậy đâu. Đếm cho kỹ nhá. Bước 3, các em hãy comment dưới video này theo cú pháp sau đây. Tên, tuổi, số điện thoại, đáp án và số may mắn. Trong đó, đáp án là số lần chữ Leo Leo Kids xuất hiện trong video. Còn số may mắn là con số từ 0 đến 99 mà các em chọn. 10 bạn có đáp án đúng số lần chữ Leo Leo Kids xuất hiện trong video Days of the Week và có số may mắn gần nhất với con số của chương trình đưa ra sẽ nhận được quà đó. Leo Game 4 sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết thứ 6 tuần sau, tức ngày 17 tháng 11. Các em hãy nhanh tay tham gia comment để có thể nhận được những set học tập vô cùng dễ thương như này. Và bây giờ sẽ là phần hồi hộp nhất và đáng mong chờ nhất, đó chính là kết quả của Leo Game 3. Mà Leo này, như Leo Game 3 vừa rồi không có nhiều bạn trả lời đúng lắm, đúng không nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy, có vẻ như là các bạn chưa chịu xem kỹ video lắm đâu. Vì vậy, bây giờ hãy cùng với anh chị đếm lại nhé. Hãy cùng đếm lại nào. Và bây giờ sẽ là phần công bố con số may mắn. Yeah! Hôm nay anh chị sẽ có một trò chơi như sau. Ở đây có rất nhiều bóng và trong mỗi một quả bóng này thì đều có một tờ giấy chứa chữ số may mắn. Và bây giờ sẽ là lượt bốc đầu tiên của anh Leo. Sẽ chọn con số đầu tiên của chúng ta. Các em thích quả màu gì nhỉ? Anh thì rất là thích màu đỏ nên là anh sẽ chọn bừa, không biết đây là quả màu gì. Chọn nhanh lên, tôi không chọn nào. Cho mượn cái que cái. Đây, tay đâu? Đây. Ok, rồi. Nào, chúng ta hãy cùng xem con số may mắn của chúng ta trong quả bóng là gì nhá. 3 3 2 1 Trong đậu. 3 2 1 Đó. Không biết là chữ số gì vậy? Rồi, anh sẽ tìm. Ôi, các em ạ, không biết con số may mắn là gì đây. Nào, chúng ta cùng giơ ra cho các bạn nhỏ xem nhá. Đồng thời nhá. Ok. Yeah. 1, 2, 3. Đây là con số 60. Chúc mừng các bạn con số 60. Chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng tất cả những bạn đã nhận được quà của Leo Game 3. Yeah, chúc mừng các bạn. Các bạn nhỏ nào chưa nhận được quà từ Leo Game 3 thì cũng đừng buồn nha. Các bạn hãy tham gia Leo Game 4 để có thể nhận được set quà học tập may mắn vô cùng dễ thương này nha. Yeah, đúng rồi. Và nếu như các bạn vẫn còn chưa nhớ 3 bước tham gia cực kỳ đơn giản thì hãy thôi. Mua lại video đoạn giữa nhé. Còn bây giờ thì
tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Leo Game.